Và phải nhớ là điều trị béo phì là một cái quá trình rất lâu dài, thậm chí theo đuổi chúng ta suốt cả cuộc đời, không hạn chế. Rồi đây là một cái số phụ thuật hỗ trợ từ y khoa của người dạy cho béo phì. Chúng ta nói là hỗ trợ y khoa là có thuốc và những phương pháp phẫu thuật. Về tiêu chuẩn của thuốc giảm cân là phải, đây là tiêu chuẩn thuốc giảm cân do FDA của Mỹ đưa ra, làm giảm mỡ nhưng không gây loãng xương, mất nước và lại cơn. Tại sao là giảm mỡ và gây loãng xương? Nó làm rối loạn hormone trong cơ thể, nhất là đối với người nữ. Mất nước là sao các bạn? Rất là một số đại trà giảm cân là sao? Tháo nước trong cơ thể chúng ta thôi, không làm mất cái lượng mỡ. Và một số loại thuốc giảm cân nó làm cho người ta nó và là nó là dày dạ dày, làm cho người ta nhịn ăn, và nhịn ăn lúc này thì mỡ không giảm mà là cơ là tay. Các bạn để ý thì nhịn ăn lâu ngày tem cơ, cái mỡ là cái cuối cùng của cơ thể bị tiêu hao đó, và không gây nghiện, không có tác dụng phụ trên hệ tiêu hóa. Đúng. Thuốc giảm cân cũng có một số loại có tác động lên tại trung ương, gì nó gì ức chế trung khu đói của cơ thể, và nó làm cho người ta mất cảm giác, đầu tiên là không cảm giác ăn ngon miệng, mất cảm giác đói luôn ha, và tình trạng có cái nghiêm nghiệm. Và cái người mà nổi tiếng mà bị cái tác dụng phụ này của thuốc giảm cân nghe nghiệm là ai các bạn biết không? Các bạn có biết bài hát Yesterday Was More không? Cái nhóm Carpenters đó là hai anh em, thì cô em đó cô ấy chết vì sử dụng quá liều thuốc giảm cân nghe nghiện. Và một số cô đó là cái người là coi là được công bố luôn cái tên thuốc giảm cân cái hồi đó luôn á, nhưng mà sau đó hiện tại một số cũng bạn các bạn nghe ở bên Mỹ, một số ca sĩ và một số nhạc sĩ cũng như diễn viên tử, mà nếu rơi vào một số người tử đó thì đặt ra có mối nghi ngờ là có thể là do thường họ lạm dụng thuốc giảm cân hoặc là thuốc, và cái thuốc giảm cân đó phải có thể sử dụng lâu dài hàng năm và an toàn, nó không tương tác đối với những loại thuốc điều trị khác. Vì chúng ta những cái loại thuốc giảm cân này, những người bị béo phì do bệnh lý bắt buộc phải sử dụng. Còn những người bị béo phì do cái mặt rối loạn vận động, do năng lượng tăng cao thì có thể chúng ta không có cần sử dụng. Thì một số loại thuốc giảm cân thì có rất là nhiều, nhưng mà chỉ có hai loại do FDA cho phép thôi, đó là sibutramine và Orlista. Sibutramine là thuốc ức chế sự no miệng ở trung khu thần kinh, nó ức chế serotonin, nhưng mà tác dụng phụ của nó có nguy cơ gây tăng huyết áp. Và Orlistan là ức chế cái Orlistan của tuyến tụy, là cho cơ thể không có tiêu hóa, giảm hấp thu mỡ, nhưng mà cái tác dụng phụ của nó là sẽ giúp làm cho bệnh nhân đi tiêu phân mỡ. Và nếu như chúng ta không có mỡ trong cơ thể, ức chế hấp thu mỡ hoài thì chúng ta sẽ bị thiếu vitamin tan trong mỡ dầu, là vitamin gì? A, D, E, K. Nhưng sử dụng Orlista lâu dài thì sẽ dễ, đối với nhiều người nữ dễ làm khô da và xấu da, và một số trường hợp mà nặng hơn là có thể ảnh hưởng đến mắt và gây loãng xương nếu có sử dụng trẻ con. Đây là một số phương pháp phẫu thuật ha, là chúng ta có phương pháp phẫu thuật ha, cắt dạ dày đi, thắt dạ dày và đặt bóng trong dạ dày. Và thường chỉ định của những phẫu thuật này là béo phì nặng,
là ảnh hưởng đến khả năng sống hoạt động của chúng ta và những tình trạng đó về bệnh lý. Vì những phẫu thuật này phải thực hiện tại bệnh viện. Và một số cái phẫu thuật nữa là sau khúc mở, massage, tập hôn, xong hôn, uống nóng, pha kem răng mở. Và những cái thủ thuật này chỉ tác động một cách phun trúng thôi và thời gian không kéo dài. Nếu như không đi đôi với những cái phương pháp vận động ăn kiêng thì đâu lại là nó không? Nó chỉ có cái ưu điểm là sao? Nhanh thấy tác dụng thôi. Và hút mở cái là về là thấy liền. Còn điều trị béo phì ở trẻ em thì trong sinh lý của trẻ em, cơ thể trẻ đang phát triển về một nhận thức, trẻ rất kém nhận thức. Để dặn một đứa bé nó không ăn bánh kẹo, không ăn sô-cô-la, không ăn snack, không uống nước ngọt cực kỳ rất khó các bạn. Và tâm lý của bé này rất là nhạy cảm. Hiện nay ở trong trường mẫu giáo của bé là có chương trình điều trị béo phì rồi. Vì buổi sáng các bạn thấy buổi sáng bất cứ một trường mẫu giáo nào cũng có tiết học thể dục lớp vận động cho cơ thể bé, và các bé bị béo phì cũng như thừa cân được tách riêng ra một nhóm để mà tập vận động thêm, ví dụ thêm 15 phút, thêm nửa tiếng nữa. Và thường những bé này tuy là con cô giáo đã giống như là đã nói với cả lớp rồi đó, nhưng mà thường cái bé này đương nhiên trẻ con mà nó rất nhạy cảm, nó luôn nó sẽ thắc mắc là tại sao các bạn đi vào lớp chơi rồi mà nó còn phải đứng ngoài hành động. Trẻ con thì nó không có biết, không phải không biết nhưng mà nó khó nhận thức được là những cái tiêu chuẩn của nó sẽ làm cho bạn bè mắc cỡ hơn ha. Và chúng ta nguyên tắc điều trị béo phì ở trẻ em ha, mục tiêu là sao? Đứng cân nặng và phải tăng chiều cao cho đứa bé. Có rất nhiều bà mẹ vì con bị béo phì rồi thì lại cắt cái lượng sữa của em bé đi, không có cho nó ăn sữa nữa, mà cái điều này là hoàn toàn sai. Phải cho bú sữa để kéo cái chiều cao nó lên và giữ cái cân nặng đó để cho cơ thể sau cân đối lại, cắt cái lượng sữa rồi thì không tốt một đứa bé nào ha. Vận động đứa bé nó đi hơn, vận động còn lời thường hạn chế cho bé hoạt động, hạn chế cho bé xem TV, hạn chế xem điện thoại đi. Nhưng mà có hiện nay có rất nhiều bố mẹ như bạn của tôi, con đã rất là béo phì rồi, 6 tuổi mà nặng 34 kg, 6 tuổi nặng không, năm nay 6 tuổi bây giờ hiện nay được hỏi em bé nặng 40 kg, do con đi lên cầu thang rất là mệt cho nên là bỏ tiền ra xin cho con giờ xuống học ở tầng trệt luôn, thương con rất là thương con. Cho nên cái việc điều trị béo phì các em phải phối hợp gia đình, trường và y tế bệnh viện bác sĩ nữa. Nếu như ở trường cho các bé tăng vận động ha, cho các bé hoạt động giảm ăn, nhưng mà ở gia đình và gia đình sau vừa mới về đến nhà là ngồi coi miệng mà coi điện thoại, coi TV 2-3 tiếng đồng hồ, ăn thì lúc nào cũng xong để nhỏ để gọn nhẹ, chở con ra mặt KFC hoặc là McDonald's gì đó ăn cái hamburger, ăn cái tuần cái đồ gà rán thì sao đâu cũng thằng đó. Và hiện tại ba mẹ phải lưu ý là sao, không dùng thức ăn để làm phần thưởng cho trẻ con. Ví dụ như khi mà em bé được điểm 10 hoặc là bé kiểm tra hoặc bé ngoan hoặc là muốn cho em bé đừng quấy phá để ba mẹ làm việc thôi, hứa chở em bé đi ăn cao sên, ăn kem rồi cho con ăn bánh tét thì ngoan đi mua cho một chai nước ngọt, cái điều đó là không có đúng, không tốt nha. Không có dùng đứa bé đó, nó sẽ càng đương nhiên đứa bé nó rất là ngoan, đứa bé nó học rất tốt, nó học rất giỏi để nó cố gắng để nó đạt được thưởng, nó sẽ được đi ăn những thức ăn nhanh, được ăn gà rán, nó được đi ăn kem, được đi được uống ngọt, được ăn bánh tét hay là
giờ con mời mai đi thăm con mẹ mở cái tivi cho con coi để cho nó được quan sát được. Con cái điều đó thì sai lầm. Và những nguy cơ cho điều trị béo phì của em bé ha, đứa bé đó nó sẽ rối loạn hành vi ăn uống. Các bạn phải theo dõi điều này rơi vào những cái đứa bé nó không có thể ăn được. Nhiều khi thì điều béo phì nó sẽ dẫn đến những cái giai đoạn không cùng ăn, nó rất là cùng ăn, nó đau quá, nó nghĩ là ba mẹ nó không có cùng nó, các bạn có thể ăn hoài nó không nên. Và mình có thể tăng cường cho bé ăn những cái món ăn rau luộc hấp kho, tăng cường ăn rau trái cây vô. Và có nhiều đứa bé nó mới cho bé phì thôi, họ rất là sợ ba mẹ nó sợ nó bé phì quá, cho nhận nhiều quá suy dưỡng luôn. Tôi vừa rồi gặp một cái trường hợp một đứa bé đó nó 7 tuổi mà ba mẹ nó do nó bị viêm tụy cấp, nó vô bệnh viện xong rồi nó được chẩn đoán là béo phì. Thật ra là chẩn đoán bác sĩ nghi ngờ, không phải không nghi ngờ mà cảnh báo nó đang trong giai đoạn thừa cân. Nó 7 tuổi thì nó khoảng 30 mấy kg á, thì đúng là nó thừa cân béo phì thiệt. Nhưng mà ba mẹ nó nghe vậy về nhà suốt từ trước Tết cho tới khoảng cuối tháng 2 vừa rồi là bao nhiêu, gần một tháng rồi, cho đứa bé ăn cháo tiếp à, và nó sụt liên tục đến 7 kg. Hiện nay nó vô bệnh viện nó bị viêm tụy do nó viêm tụy tái lại, tái phát cho nên nó mới vô bệnh viện lại. Thì khi mà tôi hỏi, tôi rất là bất ngờ, tôi hỏi là ủa vậy nếu như mà nó không bị viêm tụy cái phát thì chị sẽ định cho nó ăn cháo đến thế nào, thì bà mẹ không trả lời được. Nó cũng không, em tưởng tượng là nó từ 37 kg, bây giờ nó còn có 30 kg không, nó từ liên tục 7 kg. 7 kg là nhiêu phần 100 cân nặng, các bạn 20% cân nặng còn đúng không, mà chỉ trong vòng khoảng cái vòng 3 tháng gần đây thôi thì con số đó rất là đáng có động, không có nên làm gì, không có tốt cho em bé. Tuy là hiện nay nó 7 tuổi, nó 30 kg thì nó cũng là thuộc lại thuộc cân đó, nhưng mà nó không tốt cái nào hết trơn á. Với một cái thuộc cân quá nên như vậy, đối với các bạn đã đi được việc có thể biết rồi ha, thuộc cân quá nên đâu có tốt cho cơ thể sức khỏe đâu ha. Rồi hồi đó cách đây cũng lâu rồi, ở giờ cậy của các thằng bé, khi mà mời thằng dinh dưỡng hội chẩn thì cái thằng bé đó nó rất là đẹp luôn, nó cao cái 75 mà nặng 75 kg, thì có dinh dưỡng các bạn không đúng không, nhưng mà hỏi ra hồi trước nó nặng 35 kg rồi, nó bị bệnh đến giờ này nó sụt 10 kg rồi, vậy thì nó cũng rơi vào một cái tình trạng nguy hiểm đúng không ạ, không tốt một chút nào hết. Tăng cân quá nhanh, sụt cân quá nhanh cũng nguy hiểm như là tăng cân quá nhanh, không tốt, cái gì cũng phải có điều chỉnh hết. Và đối với điều trị nguy cơ cho điều trị béo phì trẻ em, quan trọng nhất là tâm lý, tại vì thường điều trị cho béo phì trẻ em rất là dễ thất bại, tại vì thứ nhất là đứa bé đó nó không có đủ nhận thức để nó kiềm chế bản thân, thứ hai là ba mẹ thương con rất là dễ thất bại, tại vì béo phì là một cái quá trình rất là lâu dài, cho nên khi mà nó bị béo phì nó không có điều trị tốt, nó không điều trị thành công, nó dẫn đến trẻ béo phì thì nó rất dễ mất tự tin và tự nó sẽ cô lập nó với bạn bè. Bài chúng ta hôm nay đã hết rồi, các bạn có câu hỏi không ạ? Không biết là ở phòng này có bạn nào lớp trưởng của lớp A, B, C, D không? Lớp trưởng, lớp phó, bí thư gì đó. Nói chung là có biết khác thôi. Lớp phó đời 3. Em ơi, lớp phó đời gì? Lớp phó đời 3. Lớp phó đời 3 của lớp gì? C. Lớp C, đúng không ạ? Vậy thì nhờ em lên sàn gọi hỏi thông báo cho các bạn, thì sắp tới đầu tháng 4 chúng ta sẽ học thực hành dinh dưỡng đúng không ạ? Thì em email sẽ gửi cho bốn các tổ, và những tổ trưởng, bạn nào tổ trưởng của lớp AB
tê đây á, thầy nhớ nhắc lên mail của lớp mình lấy ra để in cho các bạn cái bảng checklist ha. Cái ngày hình như ngày 4 hoặc là ngày 5 tôi đã bắt đầu học rồi, thì tất cả các bạn 4 nhóm đều phải có cái bảng checklist đó để đi học nha. Và thông báo với các bạn luôn là thực hành lý thuyết các bạn có thể nghỉ, không ai nghe các bạn hết, nhưng mà thực hành thì các bạn phải đi đầy đủ. Vì chúng ta chỉ có 4 buổi thực hành mà thôi, buổi cuối cùng chúng ta thi. Bạn nào vắng một trong 4 buổi thực hành đó thì các bạn sẽ bị cấm thi ha. Và bạn nào đi trễ quá 15 phút trong các buổi thực hành cũng sẽ bị cấm thi. Cũng coi như các bạn nghỉ một buổi. Nếu các bạn nghỉ buổi nào thì các bạn phải đi học buổi về buổi đó. Các bạn lưu ý trong trong cái danh sách trong cái lịch học của các bạn á. Tại vì chúng ta có 4 buổi, lưu ý cái nhóm nào mà là nhóm cuối cùng à, cái tổ đó, năm cái tổ đó phải lưu ý. Nếu như các bạn nghỉ thì coi như các bạn cấm thi rồi. Tại vì những cái nhóm đầu họ có thể đi bù ở những cái nhóm sau, nhưng mà nhóm sau thì làm sao mà đi bù lên học trên được nha. Rồi, cảm ơn các bạn.